em đẹp hơn ánh sao. Cuối cùng Đàm Tùng vận sinh được hai con trai, từ hiểu mộng trở thành nhân vật nổi tiếng trên mạng. Cuối cùng, Kỳ Hành sinh được hai đứa con trai, Lý Lệ bị chẩn đoán vô sinh, từ hiểu mộng là người bất ngờ nhất. Sau khi Kỳ Hành và Hàn Đình quay lại với nhau, họ đã trải qua nhiều chuyện và rất trân trọng mối quan hệ này nên sớm nảy ra ý định kết hôn. Quyết định này cũng nhận được sự chúc phúc của mọi người cuộc sống của họ sau hôn nhân cũng khá hạnh phúc để có thêm bạn đồng hành hàn đình cũng giảm bớt công việc một cách thích hợp trong quá trình đó anh cũng có những đứa con thuộc về họ kỳ hành thậm chí còn sinh được hai đứa con trong ba năm nhưng cuối cùng họ vẫn không nhận ra mình mơ thấy con gái lần lượt sinh được hai đứa con trai dưới sự giáo dục của hàn đình ba người họ hoàn toàn yêu quý kỷ hành như công chúa nhỏ của gia đình. Cảnh tượng của một gia đình bốn người lúc đó khiến nhiều người ghen tị. Nhưng so sánh thì Lily lại không may mắn như vậy. Sau khi từ bỏ mối quan hệ với Xiao Yi Xiao, cô đã thân thiết với Su Chu Châu trong một thời gian dài và cảm động trước tình yêu đích thực của anh sau ba năm sống ở nước ngoài. Hai người trong số họ cuối cùng, việc tu luyện đã hoàn thành nhưng điều không ai ngờ tới là Lily gặp vấn đề về sức khỏe do uống rượu lâu ngày trong các sự kiện xã hội và cô không hề có con trong vài năm sau khi kết hôn. Đồng thời, Tu Seo Meng ngạc nhiên nhất, sau khi kết hôn với Lu Linchia, mối quan hệ với mẹ chồng trở nên rất hòa hợp. Cô cũng thực hiện được mong muốn ban đầu của mình và trở thành người nổi tiếng hàng chục triệu trên Internet, chương phụ của Starlight của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận khôi phục tiểu thuyết. Biên kịch sửa lại phần lạm dụng nhất và được cả mạng khen ngợi những ngôi sao không chuyển động cuối cùng đã hoàn thành. Đúng vậy, nói đến vở múa dối ngọt ngào nhất thời gian gần đây thì chắc chắn phải là em đẹp hơn, ánh sao, với sự tham gia của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Bộ phim đã kết thúc gần đây và thật bất ngờ tất cả các phần ngoại truyện của tiểu thuyết gốc Em đẹp hơn Bắc Kinh đều đã được quay. Sau khi xem phần ngoại truyện, tôi chỉ có thể nói rằng cuối cùng thì biên kịch cũng đã khôi phục được nguyên tác. Những fan đã đọc tiểu thuyết gốc nên biết rằng phiên bản điện ảnh và truyền hình đã được chỉnh sửa rất nhiều cùng với khâu kiểm duyệt. Trong đó có việc trong nguyên tác, hai người, sinh rong bu tinh, không hề quen biết nhau, không hề học đại học, và anh Han của chúng ta thực sự anh ấy là một ông chủ, cạn bã hoàn toàn và anh ấy và Genji di thậm chí còn là bạn bè đây đều là lỗi và đều đã được sửa chữa trong phiên bản điện ảnh và phim truyền hình nhưng chương phụ được phát sóng trên chaldian có thể nói là đã khôi phục hoàn toàn tiểu thuyết gốc không sai ngoại truyện em đẹp hơn bắc kinh có thể nói là hay nhất trong thế giới tiểu thuyết bởi vì nó thực sự kể về cuộc sống sau hôn nhân của kỷ hành và hàn đình cho đến khi họ qua đời phiên bản điện ảnh và truyền hình đều được quay lần lượt trong đó có cảnh hàn đình ghen tị với chính đứa con của mình bọn trẻ gọi kỷ hành là công chúa nhỏ của gia đình và phần khóc nhiều nhất chính là phần cả hai bàn luận về cái kết cuối cùng của tình yêu trong tiểu thuyết khi hàn đình hấp hối anh ấy đã lấy ra tấm thẻ tha thứ mà Kỳ Hành đã tặng anh ấy vào ngày sinh nhật của anh ấy và cầu xin Kỳ Hành tha thứ cho việc anh ấy đã rời đi trước. Tuy nhiên, biên kịch cũng sửa đổi một số điểm lạm dụng trong các phần ngoại truyện gốc, chủ yếu tập trung vào trẻ em. Trong nguyên tác, Kỳ Hành và Hàn Đình có ba người con, đứa đầu là con trai. Sau đó, họ mang thai và sinh ra một cặp song sinh. Cả ba đều là con trai nhưng trong phim và phim truyền hình, họ đã bị thay thế. Bởi hai người con trai, khía cạnh tàn bạo nhất của cuốn tiểu thuyết là sau 10 năm kết hôn, Kỳ Hành lại mang thai, lần này là một cô con gái. Thật không may, bào thai đã dừng lại khi cô mang thai được 8 tháng. Kết quả là Kỳ Hành bị trầm cảm và cuộc hôn nhân của họ rơi vào khủng hoảng lớn. Mãi cho đến khi cả hai nói chuyện xong, kỳ hành mới nhận ra rằng mình đã mất con gái không chỉ có anh mà hàn đình người nhìn thấy con gái mình cũng cảm thấy đau lòng thoát khỏi thời kỳ thấp kém này kể từ khi lên sóng em đẹp hơn ánh sao không chỉ chiếm được cảm tình của khán giả nhờ bối cảnh cốt truyện độc đáo cách giàn dựng tinh tế mà còn gây được tiếng vang rộng rãi trong xã hội bởi tính cách đặc biệt và khắc họa sâu sắc của nhân vật kỳ hành trong phim trong suy nghĩ của nhiều khán giả, kỳ hành giống như một tấm gương phản chiếu sự kiên trì và theo đuổi ước mơ của nhiều phụ nữ ngoài đời thực. Việc Đàm Tùng Vận xử lý chính xác vai diễn này khiến khán giả dường như nhìn thấy cái bóng của song song có thể cảm nhận được sự cộng hưởng và sức mạnh trên màn hình. Đàm Tùng Vận một nam diễn viên trẻ nổi tiếng với khả năng diễn xuất nhanh nhẹn khi nói về những điểm tương đồng giữa anh và nhân vật kỷ hành lời nói của anh bộc lộ sự hiểu biết sâu sắc và cộng hưởng với nhân vật cô cho biết khi đối mặt với sự bất công ở nơi làm việc cô sẽ đứng lên như kỷ hành mà không hề sợ hãi bày tỏ yêu cầu của mình với thái độ mạnh mẽ và kiên quyết đồng thời bảo vệ sự công bằng và công bằng trong lòng mình tinh thần dũng cảm lên tiếng và chiến đấu này là phẩm chất quý giá được chia sẻ bởi đàm tùng vận và kỷ hành đàm tùng vận có những hiểu biết độc đáo của riêng mình về vai kỷ hành cô tin rằng kỷ hành là một doanh nhân cỏ dại điển hình không chỉ sở hữu khả năng phi thường và trí tuệ phi thường mà còn có một trái tim ngay thẳng và kiên cường trên con đường kinh doanh đầy thách thức và cơ hội này. Kỳ hành luôn tuân thủ các nguyên tắc và điểm mấu chốt của riêng mình, đồng thời sử dụng tài năng và sự kiên trì của mình để viết nên chương vẻ vang cho riêng mình. Đàm Tùng vận cho rằng việc kỳ hành lựa chọn từ chức và khởi nghiệp tưởng chừng như là một bước ngoặt tình cờ trong cuộc đời nhưng thực chất đó là do cô kiên trì theo đuổi ước mơ và niềm tin vững chắc vào giá trị bản thân sâu thẳm trong lòng. Sự kiên trì bất khuất này là chìa khóa giúp kỷ hành có khả năng vượt qua muôn vàn khó khăn và cuối cùng đạt được thành công. Trong em đẹp hơn ánh sao, mối tình vướng mắc giữa kỷ hành, sao y khần và hàn đình cũng là một điểm nhấn. Đàm Tùng Vận có quan điểm độc đáo của riêng mình về hai trải nghiệm cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Này, cô tin rằng không có sự phân biệt tuyệt đối giữa mối quan hệ tốt và xấu, chỉ có những mối quan hệ phù hợp và không phù hợp. Sao Hy Khần đã dành cho kỳ hành tình bạn ấm áp và ổn định. Anh sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh, nhưng loại tình yêu này có thể không thể thỏa mãn mong muốn tự giác trong nội tâm của kỳ hành. Nhưng Hàn Đình thì khác, anh tôn trọng ước mơ và sự theo đuổi của kỳ hành và sẵn sàng trở thành người hỗ trợ cô để cô không phải lo lắng khi theo đuổi ước mơ của mình. Đàm Tùng vẫn đồng ý sâu sắc với quan điểm về tình yêu cùng đạt được thành tựu và cùng phát triển cô mỉm cười nói rằng nếu cô là kỷ hành cô sẽ không ngần ngại chọn một người bạn đời như hàn đình ngoài đời bởi vì loại tình yêu này có thể giúp cô trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình đồng thời cảm nhận được tình cảm sâu sắc từ người yêu người khác tình yêu sâu sắc Thông qua tác phẩm Em đẹp hơn ánh sao, Đàm Tùng Vận không chỉ tạo dựng thành công hình tượng nhân vật sống động, ba chiều mà còn truyền tải đến khán giả thái độ tích cực với cuộc sống và lòng dũng cảm theo đuổi ước mơ. Cô đã chứng minh bằng hành động thực tế của mình rằng dù gặp phải khó khăn, thử thách nào, chỉ cần trong lòng có ước mơ và con đường dưới chân, cô sẽ có thể tỏa sáng bằng chính ánh sáng của mình.